thầy đã nói rồi, con gái của cô sẽ làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng của cô. Tại cô không biết đẻ ra đứa con gái, nên là tôi mới phải đi khắp nơi để tìm thầy tìm thuốc như thế. Nghe nói anh bán thuốc đẻ được con trai đúng không? Tôi sẽ bảo thằng Kiên tống cổ mẹ con cô ra ngoài đường. Tôi uống nhiều thuốc để nó thải ra đẻ con trai, thế là đúng rồi còn gì. Nhiều mun nhiều lắm. Mà mun ở bên nhà ông bà ngoại nhớ phải nghe lời đấy nhá. Ừ, mẹ biết rồi. Mấy hôm nữa lúc nào bố về ấy, mẹ sẽ sang đón mun. Đón cái gì mà đón? Mẹ gọi lại cho mun sau nhá. Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Thầy đã nói rồi, con gái của cô sẽ làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng của cô. Nếu như cô mà cố tình đón nó về nhà này, làm hại cháu đích tôn của tôi, khiến cho nhà tôi không có cháu để nó dõi tông đường ý, thì tôi không tha cho cô đâu. Ô kìa bác, sao bác lại nói như thế ạ? Bé Mun cũng là cháu ruột của bác cơ mà. Với lại, đẻ con trai hay con gái làm sao mà bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh được ạ? Bác nói như thế là mê tín dị đoan, là lạc hậu đấy ạ. Này cô là ai mà lên tiếng trong chuyện gia đình của nhà tôi? Thôi mày, tao xin. Con xin lỗi mẹ ạ. Nước cam này uống đi. Dạ. Thôi, tôi phải đi ra ngoài có chút việc. Bây giờ cô ở nhà ấy, lo dọn dẹp rồi cơm nước đi. Ở cái nhà này ấy, ai cũng phải làm phải ăn, chứ không phải là ngồi rỗi hơi tán chuyện rồi lê la hớt lẻo. Vâng ạ. Này, không bởi vì nể mày thì tao đã đứng lên cãi nhau với bà ấy một trận rồi đấy nhá. Thôi, mày đừng có giận nữa. Mà thôi, lâu lâu bọn mình mới gặp nhau, nói chuyện gì vui đi. Mà tao cũng phục mày thật đấy. Sao mày có thể chịu được một người như thế được nhở? Mày làm sao đấy? Tao cũng chẳng hiểu tại sao mà mấy hôm nay lúc nào uống nước cam vào tao cũng bị đau bụng ấy. Hay nước cam này bị hỏng nhờ? Mà thôi, để tao đưa mày đi bệnh viện khám nhá. Thôi, không cần đâu. Chắc là đau bụng một tí rồi hết thôi mà. Ơ kìa, đang bầu bí, đau bụng làm sao mà chủ quan được. Thôi đi, tao đưa mày đi khám. Mẹ. Này, tôi đã bảo cô ở nhà lo cơm nước, thế mà cô đi đàn đúm ở đâu đến bây giờ mới vác cái mặt về? Cô định để cho mẹ chồng cô nhịn đói à? Bác đừng cay nghiệt với My như thế có được không ạ? My bị đau bụng, cháu vừa phải đưa My đi bệnh viện đấy ạ. Hả? Đau bụng á? Cháu tôi có bị làm sao không? Dạ không sao đâu ạ, con chỉ bị đau bụng bình thường thôi. Bình thường cái gì mà bình thường? Có phải bác cố tình cho My uống nước cam hết hạn đúng không? Này này, cô ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà vu oan giá họa cho người khác nhá. Thế tại sao cứ mỗi lần uống nước cam của bác xong My nó lại bị đau bụng như thế? Nói vớ nói vẩn. Thôi tôi đi nấu cơm đây. Đây là kết quả xét nghiệm của cô. Nồng độ hormone trong máu của cô hơi cao. Dạo này cô dùng thuốc kích thích gì à? Dạ không ạ. Thế có bị ảnh hưởng đến em bé không ạ? Tạm thời thì vẫn bình thường. Nhưng mà cô nên lưu ý, nếu mà dùng thuốc quá liều ấy thì sẽ làm thai nhi bị dị tật đấy. Này, có phải do nước cam không hả mày? Thôi, mày yên tâm, từ bây giờ cẩn thận hơn là được. Mọi việc cứ để tao lo nhá. Này, thuốc cậu bán cho tôi có vấn đề gì không đấy? Mà cứ mỗi lần tôi cho con dâu tôi uống xong là nó lại bị đau bụng. Đau bụng à? Thế thì đúng rồi, đau bụng nó mới có tác dụng. Sao lại thế? Này nhá, con dâu bà đẻ con gái đầu tiên đúng không? Cho con đẻ con gái thì nó nhiều độc tố. Thế mà uống nhiều thuốc để nó thải ra đẻ con trai, thế là đúng rồi còn gì? Vậy mà làm tôi cứ lo suốt. Này, thế thì cho tôi thêm một ít nữa đi, để cho nó uống thêm vào.
cho nó thải hết độc tố ra thì con dâu tôi nó mới đẻ được con trai. Có như vậy thì mới có con trai để nối dõi thông đường chứ. Đây, của bà đây. Vẫn như mọi khi đúng không? Vẫn như mọi khi. Rồi, cảm ơn. Mua gì em gái? Nghe nói anh bán thuốc đẻ được con trai đúng không? Ừ, đúng rồi. Bán cho tôi với. Của cô đây. Sáng nay còn tươi mà ngon lắm, con uống đi. Sao thế? Uống luôn đi con, để lâu nó lại đắng mất đấy. Uống đi. Bà vẫn muốn để cái mi nó uống cái nước độc hại như này à? Này, cô ăn nói vớ vẩn cái gì đấy? Ô Kiên, sao con về mà không báo trước để mẹ nấu cơm? Mẹ, con đi công tác xa, để vợ con bụng mang dạ chửa nhà cho mẹ chăm. Mà mẹ đã làm gì với cô ấy đấy ạ? Mẹ có làm cái gì đâu. Không làm gì à? Thì đây là cái gì? Đây là thuốc bổ tôi mua cho con dâu tôi uống. Làm sao? Thuốc bổ à? Thế bà đã bao giờ thấy có bà bầu nào mà uống thuốc nội tiết để làm thuốc bổ không? Bà có biết là uống cái thuốc này vào thì thai nhi sẽ như thế nào không? Nó sẽ bị dị tật và có thể chết lưu đấy. Mẹ, làm sao có thể như thế được? Rõ ràng cái tay bán thuốc bảo với tôi ý, là uống cái này vào sẽ đẻ được con trai mà. Trời đất ơi, mẹ ơi, làm gì có thuốc nào uống vào mà đẻ được con trai hả mẹ? Mẹ có biết là mẹ làm như thế suýt hại chết con dâu và cháu ruột của mẹ không ạ? Mẹ có làm cái gì đâu. Mẹ chỉ nghĩ cho con, nghĩ cho cái dòng họ Phạm này. Nếu như không có người nối dõi tông đường thì mình còn dám ngẩng mặt lên để nhìn ai hả con? Mà tại cô ấy, tại cô không biết đẻ, đẻ ra đứa con gái, nên là tôi mới phải đi khắp nơi để tìm thầy tìm thuốc như thế. Đủ rồi đấy mẹ ạ. Từ ngày con về đây làm dâu, con đã làm trò bổn phận của mình. Mẹ còn mắng con, chửi con vẫn nhẫn nhịn mẹ. Lúc mà anh Kiên đi làm, mẹ muốn đuổi con gái của con đi, con vẫn nghe theo lời của mẹ. Con muốn đẻ được một thằng con trai để cho mẹ yên lòng, để cho đứa con gái của con không bị mẹ lừa quyết rồi chỉ chiết suốt ngày nữa. Nhưng mà con không ngờ được mẹ lại có thể nhẫn tâm như thế. Đến thật đứa con trong bụng của con mà mẹ cũng không tha được hả mẹ? Kiều My, mày bình tĩnh lại đi. Xúc động như thế không tốt cho thai nhi đâu. Ngay ngày hôm nay con sẽ đón bé Moon về. Con của con thì con sẽ bảo vệ nó. Con không nhẫn nhịn mẹ nữa đâu ạ. Này, cô dám làm như thế à? Tôi nói cho cô biết nhá, cô mà đón con Moon về ấy, tôi sẽ bảo thằng Kiên tống cổ mẹ con cô ra ngoài đường, để xem là cô còn dám vảnh mồm lên để cãi mẹ chồng nữa không. Mẹ thôi đi, mẹ về quê chăm bố đi, từ bây giờ có thể chăm sóc vợ con. Kiên, con dám đuổi mẹ à? Con không dám đuổi mẹ, nhưng con thật không ngờ mẹ là người trọng nam khinh nữ như vậy. Mẹ vào thu dọn đồ đạc đi, con sẽ đưa mẹ ra bến. Con xin lỗi vợ nhé.